Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chịu đầu tuần thứ hai, chịu có về một bộ bàn chống chắc và bộ bàn ăn 4 ghế bằng cẩm lai và một bộ lưu đại nha. Đó, đây em được hai bộ nha cô chú chị mình ha. Chiến rồi bộ màu vàng em đã giao lưu rồi nha. Đó, cảm ơn quý cô chú anh chị mình. Đó, bộ này bộ màu đen. Đó, bộ này là em chưa có vệ sinh hay là tẩy rửa gì hết. Đó, còn nguyên thủy là màu đen luôn nha. Đó, còn bụi bặm luôn. Nói chung là còn dính đen rất là nhiều. Đó, cô chú chị mình xem giùm em từ trên xuống dưới nha. Bộ này là khỏi chê chỗ nào. Chiều cao là 99. Chiều cao là 99 nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Rất là nặng, rất là bự, rất là dày. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em. Từ tay bên đây qua tay bên đây luôn là 55. Đó, đây bề dày từ đầu bên đây qua đầu bên đây luôn là cũng là 55 luôn nha. Một bộ lưu trúc đại, rất là bự, rất là nặng. Đây, để em quay một vòng em sẽ cho cô chú chị mình xem lòng trong nha. Đây cái lòng phía trong. Đó, bộ này thì ở trên này nó không có ké luôn, không có ba vớ luôn. Nó chỉ dính một miếng chấu ở đây thôi. Chấu với mà đất nung người ta nung á. Đó, còn cái lòng trong là không có luôn nha. Em bao luôn nha. Đó, rất là dày. Đó, cô chú chị mình xem giùm em từ trên xuống dưới giùm em. Đó, cao là 99. Đó, cao là 89 chứ quên, em xin lỗi, 99. Đó, cao là 89. Cũng như là cao là 90 đó. Nhưng mà em lấy số 89 cho nó đẹp nha. Đó, đây. Cô chú chị mình xem giùm em một vòng chi tiết nha. Đó, đây cặp chân đèn. Cặp chân đèn này cũng lớn hơn cặp chân đèn kia nha. Em sưu tầm được nha. Đó, cặp chân đèn này cũng lớn hơn nhiều. Cặp chân đèn này là cao là 70. Đó, chiều cao cặp chân đèn này là 70 nha cô chú chị mình ha. Đó, đây. Cặp chân đèn là khỏi chê chỗ nào nha. Cô chú chị mình muốn đặc biệt cặp chân đèn này ở trong này là không có mà ba vớ luôn nha. Đó, ba vớ là em đã móc hết trơn từ trên xuống dưới luôn. Không có miếng ba vớ nào hết trơn. Về của chú chị mình kiểm tra có miếng ba vớ nào trong cặp chân đèn này thì cứ trả hàng lại cho em, không mất 1.000 phí ship luôn. Đó, chân đèn rất là lớn. Thấy gì chứ nó lớn lắm nha. Một cái là 8kg đó. Nếu mà có ba vớ là khoảng 10kg á. Nhưng mà cái này là có 8kg thôi. Đây, cái bánh xe đèn này là 3 tấc 7 nha. 3 tấc 9 luôn, gần 4 tấc. Cái bánh xe đèn không là 3 tấc 9 nha cô chú chị mình ha. Đó, một cái là 8kg. Đó, nặng lắm nha cô chú chị mình ha. Đó, một cái là 8kg. Đặc biệt là lòng trong của cái bánh xe đèn này là nó không có ba vớ nha cô chú chị mình ha. Em bao nha. Nếu mà về kiểm tra có ba vớ thì cứ trả lại cho em. Đây cô chú chị mình xem giùm em lòng trong nè, thấy không? Không có một miếng cho cháu ba vớ gì hết. Nói chung là nguyên si lành tích 99%. Rất là đẹp, rất là nặng. Đó, rồi, bỏ nó xuống coi. Đây, bỏ cái bộ lư qua thử coi nha. Đây, gỡ cái này ra đi. Gỡ hai cái này ra, gỡ cái nắp lên. Đó, bỏ này vô đây đi. Đó. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì em cứ chụp hình gửi Zalo cho cô chú anh chị mình xem thêm chi tiết nha. Rồi, kinh qua bên kia. Đó, cần thử coi. Đó. Cặp chân đèn là 8, là dưới 8 là 16kg. 16kg với cái đỉnh này nữa. Đây. 16kg. Với cái này là 40kg nữa, 41kg. Đó. Là này là em bao không có ba vớ, chỉ có ba vớ trên đó thôi nha. Cái này là 40kg nữa. Đó, 40kg là 56kg. Đó, 40kg với cái kia 16kg là 56kg. 57kg mà em tính 56kg thôi. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Bộ lư này có giá là 56 triệu. 56 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 2A. Đó chính là một cái trò tam long nhất tứ long. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 3 tấc 7, đường kính trò là 3 tấc 2. Hàng liên lạc lành lặn luôn. Trò này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu 4.
1.4 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 1.400.000 bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó. Mã số 3A đó chính là một cặp tôm. Chiều dài là 2 tấc 8, bề ngang con tôm là 1 tấc 7. Hàng liền lạc lành lặn luôn nha. Tôm này là em bao liền lạc cho cô chú anh chị mình luôn, rất là đẹp. Đó, cặp này là 600.000 bao ship toàn quốc nha, 600. Đó. Đây tới dĩa mã số 4A. Dĩa con gà 10 cái bao ship toàn quốc 500.000. Cái này em bán rất là nhiều rồi. Đường kính dĩa là 2 tấc nha. Dĩa Nam Bộ. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em hàng Nam Bộ nha. Đó, rất là đẹp. Hoa văn vẽ tay 10 cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn 500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 500. Mã số 5A, 10 cái dĩa thất hiền còn 10 cái duy nhất. Đường kính dĩa là 2 tấc. Hàng liền lạc lành lặn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, 600.000 10 cái. Em cũng bao ship toàn quốc nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em còn một cái dĩa duy nhất 6A. Đó là tàu xưa thập niên 90. Đường kính dĩa là 4 tấc 3. Đường kính dĩa là 43. Đây, cái tích nó đây. Mã số 6A rất là đẹp. Còn một cái duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Đây, mâm cũng còn 2 cái luôn. Đó, tích này là cá dưới chăng. Đó, đường kính mâm là 5 tấc 2. Trọng lượng là 1 kg 2. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, đây là móc treo tường nha. Đó. Một cái là 1 triệu bao ship toàn quốc và bao đánh bóng. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó. Đây, mã số 8A, một cái bình bông vỏ đạn. Hàng liên lạc lành lặn luôn nha. Cái nhỏ đâu? Đây. Chiều cao là 3 tấc 1 nha. Đây, đường kính miệng bình bông vỏ đạn là 52. À, đường kính địa bình, kính miệng là 2 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Đường kính miệng là 2 tấc. Đây, hàng liên lạc lành lặn luôn. Trọng lượng nặng là 2 kg yếu, em tính 1 kg 9. Còn một cái duy nhất 2.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn và bao đánh bóng nha. Bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Tới mã số 9A. Chiều cao tính từ đầu xuống tới dưới chân luôn. Tính từ cái sừng tới dưới chân luôn là 90. Một cặp tùng lọc. Hàng liền lạc lành lặn luôn nha. Tùng lọc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nay tùng lọc rất là đẹp. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em phía trong nha. Đó. Hàng thì khỏi chê rồi, liền lạc lành lặn, căng thử coi. Căng nặng nó thử coi nha. Đó. Căng nặng của nó luôn là 11 kg một con nha. Em tính 10 kg. Em tính 10 kg nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đó, em tính 10 kg một cờ một con thôi. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn cũng có giá là 14 triệu. 14 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. 14 triệu một cặp bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 10A đó chính là một cặp đôn. Hàng liền lạc lành lặn nha cô chú anh chị mình ha. Đôn cây. Đó, chất liệu cây là bằng gõ nha. Chiều cao là 80. Mặt đôn là 3 tấc 1 nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đây, hàng này thì bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Một cây của nó luôn á là 2 triệu rưỡi một cây. Một cặp cô chú chị mình lấy á, thì chúng em tính là 4 triệu rưỡi nha. Mặt đôn là khẩu chê mặt đá nha. Đó, chất liệu cây là bằng gõ. Đây, một cặp là 4 triệu rưỡi. Mua lẻ một cây là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 11A.
4 cái ghế và một cái bàn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, ghế trước đi. Đây, ghế là bằng gỗ đỏ nha. Ốc thì cẳng nguyên con, rất là đẹp luôn. Chiều cao vách lưng ghế là 1 mét. Từ tay bên đây qua tay bên đây luôn là 5 tấc 7. Lọt lòng chỗ ngồi là 5 tấc. Chiều sâu vô là 42. Đó, ốc là nó cẳng từ dìm dưới này luôn nè cô chú chị mình ha. Lưu ý giùm em, cẳng rất là tơ tóc, ốc rất là sáng, đẹp. Đó, chất liệu cây là bằng gỗ, cô chú chị mình xem dân cây gỗ giùm em nha. Đó, không có chê được chỗ nào hết. Hàng thì liền lạc là lặn luôn. Mặt trước, mặt sau, mặt bên hông đều cẳng hết. Đó, ghế rất là đẹp. Đây, mã số 11A, bây giờ tới cái bàn nha. 4 cái ghế giờ tới cái bàn. Chiều cao cái bàn này là 76, bề ngang là 59. Ủa, quên, em xin lỗi. Em xin lỗi nha. Bề ngang là 95. Bề ngang chỗ này là 75. 75, 95. Đó, này là bằng cẩm nguyên con nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp, hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, chạm chỗ là khỏi chê. Đó, nghiêng qua cho cô chú chị mình xem nha. Đây, đó, mặt trong đây đố là đố cẩm luôn nha, chân là chân cẩm luôn. Đó, nói chung là cẩm nguyên con cái bộ bàn này. Đó, cô chú không có chê được chỗ nào hết. Chạm chỗ hoa văn rất là đẹp. Đó, cẩm lai. Đó, một cái bàn và 4 cái ghế này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 53 triệu. 53 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 53 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 11A. Mã số 12A đó chính là một bàn chống nha, chống chắc. Chất liệu cây là bằng chắc nha. Để em đo cái bàn trước đi. Bàn này chiều bề ngang của nó lớn nhất là 94. Phủ bì ra luôn là 1 mét nha. Đó, em đo mặt bàn không là 9 tấc 4, phủ bì luôn là 1 mét. Chiều cao là 70. Hàng liền lạc lành lặn. Cái này là bằng bằng chắc nha cô chú chị mình ha. Đố chắc. Đó, bàn chắc nha. Chắc mặt đá, liền lạc lành lặn. Mặt đôn, mặt đôn là 3 tấc 1. 3 tấc thôi, tính 3 tấc thôi. Chiều cao là 46. Đó là mặt đôn nha. Chất liệu cây là bằng chắc. Đó, cây chắc của mình nha cô chú chị mình ha. Tuổi đời em bao trên 30 năm. Đó, cô chú chị mình khỏi lo. Đó, mặt đá liền lạc lành lặn luôn. Đó, bộ chống chắc. Nếu mà em quay không rõ chi tiết, cô chú chị mình cứ liên hệ với em. Em chụp hình cho cô chú chị mình biết thêm chi tiết nha. Đó, mã số 12A em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 47 triệu. 47 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 47 triệu em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464. Đó là số Zalo và Facebook. Số kế của em là 0898 997764. Cũng là Zalo và Facebook. Mã số 13, một bộ tấm bình phong. Đó, chất liệu á, cây này á là cây thường thôi. Đó, mặt này là mặt đá nha. Đó, đá là hoa văn vẽ tay. Đó, tùng cúc trúc mai rất là đẹp nha cô chú chị mình ha. Đó, nhất cảnh gì nhân nha, tam hoa tứ cảnh. Đó, rất là đẹp. Nhất nhật nhì nhân, tam hoa tứ cảnh. Đó. Đây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Chiều cao á là 2 mét nha cô chú chị mình ha. Chiều cao là 2 mét, bề ngang của nó luôn là khoảng cỡ 2 mét 1 nha. Bề ngang là 2 mét 1, hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, chỉ có cây là cây thường thôi. Còn cái này là đá một phân của vẽ tay, rất là đẹp. Đó. Đó, không có chê được chỗ nào hết. Tấm bình phong này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, còn một tấm duy nhất. Đó, cũng có giá là 16 triệu. 16 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Còn một tấm duy nhất thôi. Đó. Đây, thập niên này đá này đã thập niên 90 nha cô chú anh chị mình ha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.